Xin kính chào quý vị khán giả yêu mến. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Tú Anh Múa Yoga. Và đây là video hướng dẫn bản múa hoa, bản múa trèo. Em là cô giáo mầm non. Quý vị hãy vào phần mô tả ngay ở bên dưới video này để xem bản múa mẫu và bản múa tay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tập chậm. Tú Anh sẽ làm từng tổ hợp một mặt trước và sẽ quay cùng chiều để hướng dẫn. Đầu tiên là nhạc. Phần nhạc dạo đầu chúng ta sẽ đi từ bên trong ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Đó, chỉ có như thế thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ bên trong ra này. Tay trái cao, tay phải thấp. Đi từ cánh gà bên tay phải của người biểu diễn và là tay trái của khán giả. Dung hoa, mặt hoa sẽ quay check về phía trước. Chúng ta sẽ đi ra chỗ của mình và xoay tròn tại chỗ một vòng. Sau đó đưa hai hoa sang phải. 1, 2 sang trái. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dung hoa. Tổ hợp thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ đi quả trám hai vòng, bắt đầu bằng chân phải. Khi bước chân phải thì hai hoa đưa về bên phải. 1. Khi bước chân trái thì hai hoa đưa về bên trái. 2. 3. 4. Vòng thứ 2. 5. 6. 7. Và nhịp thứ 8 chúng ta thu về. 8. Thả hai hoa xuống và bước sang phải, hai mặt hoa quay về phía trước. 2 2 thì chúng ta rút chân trái ra sau này, hạ hoa phải xuống thấp hơn hoa trái rồi bước về bên trái. 3 4 thì rút chân phải và hoa bên trái sẽ thấp hơn. Làm lại tổ hợp này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 Tổ thứ 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Quay cùng chiều. Bước chân phải lên hướng chéo bên phải. Hai hoa đưa từ bên trái lên, chuyển trọng tâm vào chân phải. 1. Rút chân phải về đằng sau, kéo hai hoa về bên trái. 2. Lần thứ 2. 3 4 Đưa hoa phải lên cao và đi một vòng tròn nhỏ tại chỗ theo tay bên phải. 5 6 7 8 thì hạ hai hoa về bên phải và làm ngược lại. Bước chân trái lên hướng chéo. 2 Chuyển trọng tâm vào chân trái, chân phải kiễng. 2 thì rút chân trái và kéo hoa về bên phải. 3 4 Đưa tay trái lên cao và xoay tròn một vòng tại chỗ theo tay bên trái. 5 6 7 8 Làm lại tổ hợp này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Tổ thứ tư. 1 2 3 4 5 6 7 8 2
2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 quay cùng chiều. Vẫn là bước chân phải lên hướng chéo bên phải, nhưng không chuyển trọng tâm ở chân phải mà chỉ đặt chân phải thôi. Hai hoa úp đưa lên cao, 1. Ngửa hai hoa kéo xuống rút chân phải, 2. Lần thứ 2, 3 và thu về, 4. Đổ chân trái, 5 6 7 thu chân về, 8. Đưa từng hoa lên, 2 2 3 4 5 6 đó, mỗi bên 3 cái. Bước sang phải, hai hoa đưa lên cao bên phải, 7. Rút chân trái và nhún xuống, 8. Bước về bên trái, rút chân phải, 2. Lại nhún xuống. Sau đó thu về, mở hai hoa ra. Giờ hoa ở dưới thấp, đẩy về phía trước, 1, 2, 3, 4. Làm lại tổ hợp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quay cùng chiều. Chúng ta sẽ di chuyển về bên phải. Hoa thì trao hình số 8 ở ngang vùng eo. Bước chân phải, hoa đưa về bên phải, 1. Rút chân trái, hoa đưa về bên trái, 2. 3 và rút chân trái ra sau, 4. Hoa để bên phải và làm ngược lại, 5 6 7 rút chân phải, 8 2 2 3 4 5 6 7 8 thu chân về, 3 và mở tay phải lên cao, tay trái dưới thấp thì đá chân trái, 2 3 đổi chân, 4 5 6 7 8 lặp lại lần nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 Tổ thứ 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Tổ hợp trước đang kết thúc ở đây.
Giờ chúng ta sẽ ngửa hai hoa. 1, xoay này, rồi giáp mu bàn tay vào nhau. 2, rồi lại xoay ngửa hoa lên. 3, và lần nữa. 4, sau đó chúng ta sẽ mở hai hoa về phía trước, di chuyển sang phải. Bước chân phải thì hoa đổ về bên phải. Thu chân trái thì hoa đổ về bên trái. Bước chân phải và rút chân trái ra sau thì hoa trái trên đầu và hoa phải ngang bằng vùng eo. Và đi ngược về bên trái, đổ hoa về bên trái, bên phải, bên trái và rút chân phải ra sau thì hoa tay phải trên đầu và tay trái ngang bằng eo. Làm lại tổ hợp này. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Và đến tổ hợp nhạc dạo giữa. Dung hoa 1 2 3 4 5 6 đổi 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp này đơn giản, chỉ có 2 lần xoay thôi. Và tổ hợp kết thì sau khi chúng ta kết thúc ở đây rồi thì cũng lại xoay một vòng, sau đó đưa hoa lên bên trái, rút chân phải và dung hoa kết thúc. Bây giờ tụi anh sẽ làm liền lại các tổ hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Và động tác kết xoay 1 2 3 4 5 6 7 8. Vậy là tụi anh đã hướng dẫn xong tất cả các tổ hợp, các động tác ở trong bản múa hoa, bài múa chèo Em Là Cô Giáo Mầm Non. Quý vị hãy sâu chuỗi lại từ đầu đến cuối cùng với video ghép nhạc chậm hai mặt. Đường link tụi anh để ngay ở dưới video này.
quý vị chạm vào phần mô tả sẽ hiện lên các đường link của các bài liên quan. Chúc quý vị thật là nhanh thuộc. Hãy nhấn vào nút đăng ký và hình quả chuông để ủng hộ cho kênh của Thu Anh ngày càng phát triển hơn. Và để mỗi khi Thu Anh ra bài mới thì quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi và cổ vũ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các video sau.